Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Channel Ăn Là Phúc Vlog nha. Và như mình đã nói ở video trước, khi mình làm một cái clip về setup hồ cá để nuôi con cá nóc Pahaka các bạn, thì đợi cho con cá nó quen với hồ rồi thì mình sẽ làm một video cho con cá nóc nó ăn để cho các bạn xem. Và đây, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là mình sẽ cho nó ăn con ốc nha các bạn. Rồi đây, đây là những con ốc mà mình vừa mới mua hôm qua. Đây các bạn, hôm nay mình sẽ cho nó ăn thử ốc cho các bạn xem. Xem cái hàm răng nó sắc nhọn chắc như thế nào các bạn. Đây là những con ốc táo. Hôm qua mình mới mua khoảng 50 con. Cho nó ăn vài con rồi, hôm nay mình còn khoảng 40 con đây. Hôm nay mình buổi sáng mình sẽ làm clip quay cho các bạn xem. Và đây là hồ cá mình vừa mới setup lại đó nha các bạn. Lần trước thì là mình làm setup theo kiểu là sỏi với lại đá. Còn hôm nay thì mình đổi lại, mình sẽ làm lót lại bằng cát và trang trí bằng san hô để tăng pH cho con cá nóc. Bởi vì con cá nóc này đặc biệt nó là cần độ pH cao nha các bạn, khoảng từ 7.5 đến 8.5 nha các bạn. Cho nên các bạn muốn tăng pH cách tốt nhất là mình cho san hô vào trong hồ và trên phần lọc. Đây là phần lọc, mình cũng bỏ san hô trong này để cho tăng độ pH cho nước. Và điều đặc biệt hôm nay mình đó là mình có thêm một con thành viên mới các bạn. Đây là con cá nóc MBU, được gọi là con cá nóc vua các bạn. Con này thì size nhỏ hơn, con này thì size khoảng chừng 13-14 thôi. Còn đây là con Pahaka size 20 hôm bữa rồi, tròn ú luôn. Bởi vì hai con cá nóc này nó khác loài và khác size nữa các bạn, nên mình phải làm vách ngăn chia đôi nó ra, chứ không là nó sẽ cắn nhau, ăn thịt lẫn nhau luôn các bạn. Còn về giá tiền thì con cá nóc Pahaka này tuy lớn hơn nhưng mà giá tiền nó lại rẻ hơn con này các bạn. Con này tuy nhỏ mà có vỏ. Con này là size 13-14 thôi thì giá tầm khoảng 3 triệu rồi đó. Con này, con cá nóc MBU này được mệnh danh là con cá nóc nước ngọt lớn nhất thế giới nha các bạn. Kích thước của nó khi massage là có thể đạt được khoảng 60-80 cm, rất là to. Còn con Pahaka này thì nó massage tầm khoảng 30 hoặc 40 thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ táo vô đây cho nó ăn cho các bạn xem nha. Đây táo. Đây. Cái mọt luôn. Đặc biệt là những con này nó rất là khôn các bạn, nó sẽ cắn phần đuôi cho bể ra rồi nó lấy thịt ốc bên trong nó ăn, còn vỏ thì nó bỏ lại. Đó các bạn thấy nó hàm răng nó chắc không? Nó cắn bể phần vỏ phía trên này thôi. Con này hôm nay như có vẻ nó còn no, sao nó chưa có sung đó bạn, chứ bình thường đã ăn liên tục luôn. Sẽ mổ cho bằng được, mình lấy được thịt ốc ra thôi. Đây, con này bên con này nó thấy đang ăn nó hưng sung rồi, mình muốn ăn, còn con này nó chưa chịu ăn nữa các bạn. Dễ như nó còn đang no hay sao? Oh no! Rồi thôi, giờ mình sẽ cho cái con bự bên này ăn nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Là nguyên ốc luôn. Đây nè, đó, cắn bể luôn bạn thấy không, đó, ngon lành, gọn gàng. Cho thêm một con nữa các bạn, đó, con này chắc đói nè, sung hơn.
xong hai con rồi bạn ơi. Mình sẽ cho nó ăn thêm một con nữa nha. Đây, con này nó cũng cắn bể rồi nè. Đó bạn, con này nó ăn rồi. Đó, nó lấy phần thịt ốc ra rồi, còn phần vỏ thì nó bỏ lại. Cái lóc này đặc biệt nó là rất thích ăn ốc luôn các bạn. Ốc rồi gần như là món khoái khẩu của nó luôn. Ăn không biết ngán luôn á. Mình sẽ cho con nhỏ, cho con em đi vô rồi nữa. Các bạn nghe tiếng nó cắn, cắn bể vỏ ốc luôn á. Cái lóc này đặc biệt nó rất thích là ốc với lại cua các bạn. Để bữa sau mình sẽ làm thêm một clip về cho con cá nóc ăn con cua luôn nha các bạn. Bạn nhớ đón xem theo dõi nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó con cá nóc ăn thử tép mồi nha các bạn. Đây là con tép nè. Mình mới vừa đi mua về luôn. Thì con tép này trước khi mình cho nó ăn thì mình nên cắt bỏ phần ngạnh đầu của nó đi. Cắt bỏ phần ngạnh của nó để cho nó khỏi phải đâm trúng con cá nóc. Cắt bớt chân cho nó đừng có bơi, nó bơi lẹ quá thì cá nóc này nó dí ăn không kịp nữa các bạn. Thì mình sẽ cho nó vô đây. Đây ông đang rớt xuống đó. Bây giờ thấy như là nó no, nó không ăn tép nữa bạn ơi. Giờ mình sẽ cho con bự này ăn thử nha các bạn. Rồi cũng thảy vô luôn. Đó đó con này nó ăn rồi. Đó. Con bự này nó đói ăn các bạn. Đó, con này nó bơi cho nè. Đây. Nó không có thấy mà ơi. Cho lại con khác. Đây, cho nó ăn thêm một con nữa. Đó, bó thêm con nữa bạn. Đó, hai con luôn. Ngon lành. Có con tép này bự nữa bạn. Hơi bự nè. Bự nó nhảy. Bây giờ thì các bạn nếu còn thắc mắc về cách nuôi cá, setup hồ cá như thế nào, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ trả lời cho các bạn với sự hiểu biết của mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.